tin Roma, khuynh hướng tôn giáo đầy bi quan của giới trẻ châu Âu. Dựa trên khảo sát xã hội tại châu Âu, Stefan Buliwan vừa công bố một báo cáo ngắn gọn có tựa đề Thanh niên châu Âu và tôn giáo. Báo cáo này cho thấy thanh niên trong độ tuổi từ 16 đến 29 tham dự vào các việc thờ phượng và các hoạt động tôn giáo ở hầu hết các nước châu Âu là rất thấp. Tại Cộng hòa Tiệp, 91% thanh niên tuyên bố không theo bất cứ tôn giáo cụ thể nào, 80% chưa bao giờ cầu nguyện một lần nào trong đời và 70% chưa bao giờ tham dự bất kỳ nghi lễ tôn giáo. Cộng hòa Tiệp có thể là một trường hợp cực đoan, nhưng các con số thống kê rất thấp cũng được tìm thấy tại Anh, Hà Lan và Thụy Điển. Tại Anh, nơi Anh giáo được xem là quốc giáo, chỉ có 7% số người được hỏi tự nhận mình là tín hữu Anh giáo, so với 10% xác định mình là người Công giáo và 6% nói mình là người Hồi giáo. Những người thuộc vào loại không bao giờ cầu nguyện là một con số nổi bật. Dân số không bao giờ cầu nguyện bao gồm một đa số đáng kể các thanh niên ở Pháp, Tây Ban Nha, Bỉ và Hungary. Tuy nhiên, các con số thống kê của Buliwan cũng không hoàn toàn là bi quan. Ông nhận thấy niềm tin Kitô giáo và việc thực hành tôn giáo vẫn phát triển mạnh ở các nước như Ba Lan, Lithuania, Ái Nhĩ Lan và Bồ Đào Nha, nhưng xu hướng vô thần xem ra là hiển nhiên. Buliwan nhận xét rằng Kitô giáo như một mặc định, như một chuẩn mực đã biến mất và có lẽ sẽ mất luôn ít nhất là trong 100 năm tiếp theo. Mặc định mới nhất trong xã hội châu Âu sẽ là không có tôn giáo và các tín hữu sẽ thấy mình bơi ngược dòng.